Hello, chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay là bữa thứ 6, ngày 9 Tây. Thì mình vừa nhận được cái món quà này từ xe gửi từ kia một bạn fan của kênh Thợ Dầu Nhà Quê Vlog của mình à. Gửi từ Kiên Giang lên. Thì mình sẽ show, mình không có, mình sẽ giấu tên bạn này. Mình chỉ là show cho phần quà là bạn này gửi tặng cho mình. Nói chung là bạn này thì cũng là mới vào nghề thì cũng có những cái thắc mắc gì đó thì bạn hãy liên hệ, thì mình nói chung mình biết sao chỉ vậy thôi. Thì bạn ấy nói là có dịp bạn sẽ gửi cho mình phần quà, và hôm nay thì bạn đó gửi cho mình hai cái phần quà. Đây, này là tôm sú ướp đá, và phần quà này là mình thấy còn bất ngờ hơn nữa nè. À, cua biển. Cua biển thì ở đây cũng có bán, nhưng mà nói thì nó thiệt chứ điều kiện mình thì cũng không dám mà mua mà cỡ này ăn đâu. Thì nói chung thì kinh tế mình thì không được, đâu phải ai nói là thợ nhôm hay là nghề nhôm là giàu ở trong đâu, mình thì thuộc dạng là bình thường. Vậy vậy bạn gửi cho mình một món, những món quà này thì mình rất vui mừng và rất là thích. Rồi một lần nữa thì mình cũng trên cái kênh này mình xin cảm ơn một bạn ở Kiên Giang đã gửi cho mình hai cái món quà rất đối với mình này là rất lớn nha. Rồi, rất cảm ơn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa. Thì trong thời gian sau thì mình sẽ có, nói chung là mình đang ở đây thì mình đang đồ thì cũng không được nhiều, bởi vậy cũng không có video nào mà trọng tâm để mà chia sẻ cho các bạn. Bởi vậy mình cũng sẽ thời gian sau mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ làm ra một số video khác để phục vụ các bạn trong nghề, cũng như một số bạn fan của mình mà nhiều khi mình vừa học nghề nhưng mà mình cũng có thể là mình xem video mình giải trí cũng được thôi. Vậy là cái món quà này nói chung là mình rất quý. Một lần nữa xin cảm ơn bạn ở Kiên Giang đã gửi cho mình món quà này nhé. Rất cảm ơn bạn. Thôi, chào tạm biệt anh chị em và các bạn nhé.